xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ đưa hương theo làn gió. Em nói rằng em viết thành thơ, đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Tôi đứng chờ anh trước sông thơ, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Trốn xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Một tràng hô tê cho Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Tụi con hát xong thấy sao? Thấy thoải mái. Thoải mái còn con? Dạ con cũng thấy thoải mái luôn. Thoải mái đúng không? Hôm nay dễ chịu dữ lắm luôn. Và đặc biệt là cậu này, cậu ra xong em ngồi dưới tự nhiên cảm giác như giống như Tố My xuất hiện trên sân khấu. Giọng ngọt, dễ sợ ngọt như cô Tố My luôn á. Không, nói thiệt. Con xin đứng lên lì xì cho tụi con thêm một chàng hô tay nữa đúng không? Yeah. Dễ thương quá. Trời ơi, thiệt, bây giờ con hát cái câu đó xong rồi cái cô Tú My hát tiếp câu đó con có giống nhau không? Thử cái câu của con nha. Hai, vô. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Dễ thương quá. Như ươm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió. Em nói rằng em viết thành thơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Hát chung nè, hai, vô. Tôi đứng chờ anh
trước sông thưa. Tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Dạ rồi. Mùa xuân tới rồi, cảm ơn cô Tú Miền. Trong cái cảm xúc này mời cô nhận xét luôn. Phải nói rằng là một tiết mục mà tụi mình rất là thích. Không phải rằng là vì cô hát nhạc bolero, cô nghe tụi con hát nhạc này cô thích đâu. Nhưng mà thật sự rằng là cô nhìn xung quanh ai cũng lặng người để thưởng thức tiết mục của hai đứa con. Hai đứa con hôm nay không phải là thí sinh nữa mà giống như hai nghệ sĩ thật thụ. Hai con sở hữu cái giọng hát rất là ngọt ngào, trong sáng. Tuy nhiên hôm nay cô có một cái lời khen nhiều hơn cho bạn Thái Hà. Cô rất là thích cái lối xử lý của con. Những cái nốt của con nó vừa phải, cái luyến lấy cũng vậy. Cô nghĩ rằng là hai con rất là thích hợp với dòng nhạc này và sau này mình phải theo đuổi và phát huy cái dòng nhạc này nha. Thái Hà ơi, cô thích cái chỗ này của con là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Con hát nó không có theo một cái mạch như là những người đi trước hát. Những người đi trước là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Cái cách nhắc nhịp của con cô rất là thích. Nó sáng tạo lắm mà nó tạo cái cảm xúc cho người nghe. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Trời nghe nó yêu làm sao. Cả hai bạn đều đáng khen. Tấn Bảo thì hôm nay giọng con sáng lắm, quá sức là tuyệt vời. Và đối với cô là hoàn hảo. Yeah, cảm ơn cô Tú Mi rất nhiều. Nhớ cho điểm hoàn hảo luôn cô Mi nha. Yeah, con 10 nè. Ôi trời ơi, bật mí gì luôn hả? Đây. Trời, nó phải vỗ tay chúc mừng chứ đúng không? Yeah. Không biết là cô Đoan Trang có cảm nhận như thế nào ngay bây giờ, xin mời cô. Lúc nào hai đứa con cũng đi ra rất là từ tốn, phát âm, xử lý nhẹ nhàng. Cái đó là một trong những cái điểm mạnh của mình. Còn với cái bài này thì cô không có cái gì để mà góp ý cho các con hết. Mọi thứ rất là hoàn thiện. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Sau thời khắc giao thừa là chúng ta hay lên vãng cảnh chùa, rồi sau đó là xin cái lộc á, thì cái khung cảnh của tụi con dẫn dắt ra dễ thương lắm. Chú thì thích bài hát này á, là cái đoàn kết á. Mặc dù là hai cái bài này thì nó đều nói đến những cái trăn trở, những cái ước nguyện, nhưng mà cái bài hát này kết lại bằng cái câu là xuân mang niềm tin đến. Xuân đến xuân đi. Như một cái kết rất là tươi sáng cho những cái giai điệu trước đó, nó có phần tự sự. Chúc mừng hai con đã thể hiện một cái ca khúc mang những cái tâm tư của con người trong mùa xuân, nhưng mà ở đâu đó nó vẫn có những cái điều rất là tươi sáng. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và chắc chắn là tụi con cũng đã lắng nghe và hiểu được rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị trong dịp Tết, đúng không? Một tràng pháo tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con.
Một tràng hô tay cho Phương Nhi và các viên. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên trong vũ đoàn Mạnh Quyền và đặc biệt là cô bé Thảo Vi của Thử Tài Siêu Nhí quá là xuất sắc cho cái tiết mục ngày hôm nay của Phương Nhi và các viên. Xin được cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều ạ. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào trong nha. Trước khi mà chúng ta lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo thì thật sự ra trong quá trình tụi con hát đó thì chúng mình có theo dõi có những giọt nước mắt ở phía dưới đã tuôn rơi. Bởi vì là đồng cảm với câu chuyện mà tụi con đã thể hiện thông qua giọng hát trong trẻo của mình. Giống như cái việc thì chúng ta hay nói gia đình là số 1 đúng không ạ? Giống như Yến Trang đi đâu cũng có mẹ đi cùng từ bé cho tới lớn trong quá trình mình hoạt động nghệ thuật. Vậy thì gia đình là nơi an toàn nhất. Chúng ta có thể trở về quá là tuyệt vời với ca khúc vừa rồi. Một tràng hô tay nữa cho Phương Nhi và các viên. Thế thì với sự xúc động như thế này, không biết là cô Đoan Trang muốn nói điều gì với các con trong tuần này? Hai bài hát hay quá. Hai đứa con, cô nghĩ là trong cái chương trình này sẽ là một cái hình ảnh rất là đẹp, giọng rất là hay. Và những cái bè bối nhất là những cái bè căn bản quảng ba thôi, và những cái phiêu lót thôi mà các con làm, nghe cái bài hát rất là bay bổng, làm cho bài hát nó thăng hoa hơn bởi cái giọng hát của hai đứa con và cái cảm xúc của hai đứa. Cô rất là thích cái bài hát này, cô rất là thích phần trình diễn của ngày hôm nay. Cô nghĩ là không chỉ dừng lại là một cái tác phẩm rất là thành công của Nhi và Viên, mà nó còn dạy cho các con nhớ thêm cái tình yêu thương của mình dành cho ba với mẹ. Phải thương yêu ba mẹ nhiều hơn nữa.
chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang Trang. Có cái tạo hình khúc gần cuối là người bố giống như một cái cây cổ thụ để đúng cho rồi. Mẹ và con bám vào để đúng cùng rồi. Vững chãi hơn. Đúng rồi. Trời, màn hình LED lúc đó em nhìn lên nổi hết da gà. Đúng tại rồi. Vì nó quá đẹp hình ảnh với đó. Nó hay một cái nữa là nó cũng là một cái gì đó truyền thống văn hóa của Việt Nam mình. Dạ. Mặc dù người phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ tụi con, mạnh mẽ ghê gớm lắm, kiên cường lắm. Nhưng mà người cha, người đàn ông trong gia đình luôn là một cái điểm tựa. Nó rất là vững chãi. Người phụ nữ có mạnh mẽ tới mấy đi chăng nữa thì người đàn ông, người cha trong gia đình vẫn luôn là một cái cột để cho mẹ của mình và những đứa con nương tựa. Cho nên cái hình ảnh cái như là Minh Xu vừa nói rất là hay. Ba ở giữa xong rồi nâng tay phải là đứa con gái, tay trái là người vợ của mình, cũng là người mẹ của đứa bé. Cái điều đó cũng là một sự tôn vinh. Thế thì không biết là người đàn ông trụ cột trong gia đình là anh Hoàng Nhật Nam cũng đã đạo diễn cho cái sân khấu rất là lung linh, lộng lẫy và đẹp cũng như ý nghĩa cho các con. Anh đang cảm thấy như thế nào với màn trình diễn này ạ? Những cái lời hay ý đẹp với là những cái cảm xúc cũng rất là đồng cảm với Đoan Trang, và Đoan Trang cũng đã nói hộ hết lời. Anh chỉ muốn bổ sung là người đàn ông đó nếu như là anh á, thì anh chỉ không phải là bên này là vợ mà bên này cô con gái nhỏ, mà anh muốn có nhiều đứa ngồi lên vai rồi ngồi lên đầu hay gì đó, nó nhiều thêm chắc nữa. Phải tập tạ anh hả? Đúng rồi, thì nó mới đông vui. Nói vui vậy thôi, nhưng mà cái tiết mục vừa rồi với hai cái bài hát về người cha và người mẹ đó thì hai con cũng đã không có phải mất công nhiều trong cái việc mình phải diễn cái gì, đúng không? Chỉ tập trung vào giọng hát và cái tình cảm của mình thôi. Chú đánh giá là tất cả những cái gì nó đơn giản nhất, nó tình cảm nhất, đôi khi nó sẽ lắng sâu và nó sẽ động mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chú cũng cảm thấy rất là vui khi mà hai con đã thể hiện thành công bài hát này. Xin được cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Cảm ơn chú. Và chắc chắn là chúng ta không phải lúc nào cũng thuận lợi trên những cái bước đường đi phía trước, đúng không ạ? Và trong nghệ thuật thì càng gian nan hơn để có thể chinh phục trái tim của khán giả. Thế không biết là Yến Trang, trên cái quá trình từ bé cho tới bây giờ mình bước vào con đường nghệ thuật rồi cũng có những cái vấp ngã khó khăn chắc chắn rồi, thì lúc đó chắc là phải cần tới mẹ bên cạnh, đúng không? Không biết là có đánh thức được một cái kỷ niệm, một cái cảm xúc gì đó của Yến Trang với ca khúc này hay không ạ? Thực ra với phần trình diễn của hai con với cái bài hát vừa rồi thì Trang rất là xúc động và Trang cảm thấy nhớ những cái tháng ngày mà mình còn rất là bé. Như các bạn biết thì Trang cùng với nhóm Mây Trắng đã sinh hoạt ca hát từ hồi lúc 3-4 tuổi. Và khi mà nhìn các em có được một cái nơi để mà mình có thể thể hiện được cái đam mê và tài năng của mình thì Trang cảm thấy mình may mắn hơn. Bởi vì có thể là bây giờ các em có những cái nơi rất là đặc biệt, là chương trình Trang thấy hỗ trợ cho các em trong mỗi tiết mục đều có nội dung về ý nghĩa, về âm thanh ánh sáng, rồi về biên tập, tất cả mọi thứ có thể là tôn lên được cái tài năng của các em. Còn như thời của Trang á, nó rất là khó khăn, nó có nhiều thứ mà mình không thể nào diễn tả được gọi là thủ công hơn á. Yeah. Thì bố mẹ, gia đình là cái nơi mà có thể nói là hỗ trợ và giúp đỡ cho Trang để mà có thể đến ngày hôm nay Trang vẫn còn được yêu nghề, được gắn bó với nghề ngày hôm nay. Thì cảm ơn bố mẹ và gia đình, bởi vì sự hỗ trợ lúc mà mình còn bé nhiều lắm, cái công lao mình không có kể hết được. Dạ. Nào là đưa đón, nào là chăm cho ăn, rồi nào là mua từng cái quần áo, từng cái kẹp tóc. Lúc bệnh là còn phải chăm sóc lo lắng. Đúng rồi, nhưng mà cái công lao đưa đón của bố mẹ rất là lớn. Cho nên là bài hát vừa rồi á, Trang thấy là nó không chỉ ý nghĩa với lại các con khi mà tham gia chương trình Cặp Đôi Vàng Nhí, mà nó như là một cái bài học dành cho tất cả các em nhỏ đang xem chương trình. Mình có được sự trưởng thành là nhờ công lao dưỡng dục của bố mẹ. Cho nên là các em hãy cố gắng nuôi dưỡng tài năng của mình, không chỉ vì chính bản thân mà còn chính vì những cái người yêu thương mình đã bỏ công sức ra lo lắng cho mình đến ngày hôm nay. Cảm ơn Yến Trang. Và xin mời ý kiến tiếp tục của anh Hoàng Nhật Nam. Chú Nam có nói thêm một điều nữa. Trong cái phần múa vừa rồi á, thì không phải chỉ chúng ta là những người con biết ơn ba mẹ đâu ha, mà những người cha người mẹ sẽ thầm cảm ơn vì ơn trên, cái thiên tạo nó đã tạo ra đứa con. Và đó là cái chất hàn gắn lại cái sự đổ vỡ. Mà trong cái câu chuyện này là giữa người cha người mẹ cũng đã có một cái khoảng cách. Chính đứa con là cái sợi dây để mà kết nối hàn gắn lại cái tình cảm đó. Cho nên
đó là những con người luôn luôn cần có nhau. Chú nghĩ đó là một diễm phúc khi mà cái duyên á, được nằm trong một cái gia đình. Đó là cái điều mà cao cả nhất trong cái thông điệp mà tiết mục vừa rồi đưa lại. Vâng ạ, sợi dây cảm xúc nó kỳ diệu đúng không ạ? Khi mà con cái có khó khăn gì, hãy nghĩ về gia đình của mình, nghĩ tới bố mẹ, chắc chắn tụi con sẽ cảm thấy an toàn. Khi mà gia đình là bố mẹ có vấn đề gì thì hãy nghĩ về con của mình, là cái để gắn kết tình cảm lại một lần nữa. Và cảm ơn tụi con với tiết mục này đã có nhiều cái cảm xúc như vậy dành cho ban giám khảo và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả. Một tràng pháo tay nữa cho Phương Nhi và các viên. Từ hào biết mời máu đỏ.
ơi Việt Nam, dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Wow, cảm ơn tụi con với phần mở màn có thể nói rất là nhiều sự tự hào ở trong trái tim của người Việt Nam của chúng ta. Trên sân khấu là bản đồ hình chữ S, là màu đỏ, là màu vàng và là giọng ca của tụi con. Xin mời cảm xúc của chị Ốc Thanh Vân trước ạ, bởi vì là em ngồi em quan sát là chị rất là xúc động và rưng rưng ạ. Xin mời chị. Tuyệt vời đúng không mọi người? Khi các con hát ở khoảng nửa bài, lúc đó cô quay sang nhìn cô Đoan Trang và hai chị em làm như vậy đó, tức là cảm giác giống nhau. Tại sao hai bé này lại làm tốt đến như vậy? Các con hát không chỉ hay mà nó đầy cảm xúc. Và ở trong cái giọng hát của con nó chứa đầy sự tự hào, một cái sự hào sảng của những người trẻ, những người còn rất trẻ nhưng mà trong họ đã được hun đúc tình yêu quê hương đất nước, và nó thể hiện một cách vô cùng tự nhiên. Cái nội lực của các con nó được thể hiện một cách nó rất là nhẹ nhàng và khiêm tốn, làm cho người ta cảm thấy cứ được nâng dần cái cảm xúc của mình. Nó đẹp và nó duyên dáng vô cùng. Cô thấy bạn nào cũng giỏi hết, bạn nào cũng có duyên hết. Các con chính là đại diện cho những cô gái Việt Nam của chúng ta trong tà áo dài, với mái tóc dài này, và con có thể đi khắp năm châu để nói rằng tôi là người Việt Nam. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Dạ, cảm ơn. Chị Ốc ơi, các bạn nhỏ hát em nổi da gà. Chị Ốc nhận xét em nổi da gà tiếp tục á. Tự nhiên cái sự tự hào trong mình nó trỗi dậy rất là mạnh mẽ luôn. Thôi tiếp nối cô gái thứ hai ngồi ở hàng ghế ban giám khảo, xin mời chị Đoan Trang. Cô xem tụi con tập này là tập thứ tư rồi, nhưng mà cô vẫn rất là khâm phục hai đứa Cát Viên với lại Phương Nhi. Hai bé này là tách riêng ra là hai cuộc thi khác nhau. Cái điều mà cô vô cùng khâm phục hai đứa con là hai cái cá thể khác nhau mà vào trong đây, hai đứa con thông minh lắm. Thông minh ở chỗ là mình hiểu là mình vào trong đây là hai đứa là sẽ làm một, cho nên phải hòa nhập với nhau. Và thực sự tính tới giờ phút này cô thấy hai đứa rất là thành công. Thành công ở chỗ có những cái đoạn lúc đầu hai đứa bung lực nhẹ đều với nhau, qua từ cái đoạn mà điệp khúc trở đi là phải đưa lên cao trào với cùng hợp với âm nhạc này kia, thì hai đứa con bung giọng ra để đẩy lên, và hai cái âm lượng đó ngang như nhau, qua phân bè tất cả mọi thứ đều rất đẹp. Cộng với cái hình ảnh của tụi con tạo hình ngày hôm nay quá đẹp, đây là một tiết mục vô cùng thành công. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Chắc chắn là anh Long Nhật cũng cảm thấy rất là ấn tượng và bất ngờ đúng không anh? Không biết là ngay bây giờ anh muốn chia sẻ điều gì với hai con? Cái thứ nhất là chú Lâm Nhật thương mến chào hai con, Cát Viên vậy là Phương Nhi nhé. Hôm nay hai con đẹp lắm, đẹp, đẹp cả hình ảnh, cả âm nhạc và cả cái thần thái, cái tâm hồn người Việt Nam là rạng ngời. Hồi xưa chú đi học á, thì chắc là chị Đoan Trang còn nhớ cô dạo dày là phải là tròn rọ và trong, tròn vành rọ chữ vành rọ trống, thì tất cả những cái yếu tố đó cả con đạt được hết rồi. Tròn vành rõ chữ và trong, các con hát rõ lời rõ mồn một như vậy á. Bởi vì các con nói về tất cả mọi người, nói về thế giới nghe, tôi là người Việt Nam, Việt Nam tôi đẹp như thế, tôi yêu Việt Nam và đất nước của chúng tôi là như thế. Các con hát rõ rõ từng lời thì mọi người mới hiểu các con đang nói gì. Các con đem cái thông điệp tốt đẹp và tự hào như thế. Mà cuối cùng cái bản đồ chữ S là sự thật là cả ba người ngồi ở dưới này là cảm thấy là muốn khóc. Một lần nữa chú nói một câu rằng là chú yêu Cát Viên về Phương Nhi. Quá tuyệt vời, xin được cảm ơn ban giám khảo. Về nhớ coi lại trên YouTube nha, và chia sẻ với những người bạn của mình, bởi vì mình tự hào là người Việt Nam đúng không tụi con? Một tràng hót tay chúc mừng cho Phương Nhi và Cát Viên. Giang dở,
sắt sẽ tâm hồn người đi trong bóng cô đơn. Khánh Du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy nói, hỡi quê hương xưa sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gặp gành suối đá, lá trên hoa đẹp tươi, với sương lam nhẹ rơi, với chim ca ngàn lời. Thác ngàn là lời hẹn hò của giai nhân, đón ai trong ngày vui. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Các con ơi, thiệt sự các con làm cho các cô chú ở đây, tất cả quý vị khán giả mơ tới Đà Lạt dễ sợ. À, có rất là nhiều những cái không gian đẹp chị Ốc hả? À, tự nhiên các em nhớ tới sữa đậu nành nóng, rồi củ khoai lang nướng ấy. Chị thì nhớ đến những khu vườn hoa rất là đẹp, yeah, và gió nhẹ nhẹ xe xe, hay mình ngồi bên hồ Xuân Hương đi, xong chính kêu xác, hai anh này đứng kế bên hát cho mình nghe là tan chảy. Trời ơi, tê tái tâm hồn. Sao chị Ốc, mình tưởng tượng đủ rồi, bây giờ mình quay trở lại với thực tại đây nè. Hai chàng trai ngày hôm nay nhỏ xíu à, vậy mà có thuyết phục được chị hay không thông qua cái liên khúc này ạ? Có cảm giác là các con lớn hơn rất là nhiều so với tuổi của mình, bởi vì cái sự điềm tĩnh đó. Tính Bảo có vẻ dạo này con cao hơn ha. Dạ. Chắc lần nữa mà gặp lại chắc con bằng chú Minh Xù luôn á. Có thể luôn á chị. Còn bữa nay Thái Hà cũng cao lên nè, nhờ cái tóc lên đụng khúc luôn. Không phải chị ơi, bé biện minh dạ con mang giày độn. Không, cô Ốc vẫn thấy là con cao lên, còn nói về giày độn hả? Chú Minh Xù độn nhiều hơn con. Chị Ốc mình tiếp tục được không chị? Dạ vâng, mời chị ạ. Với bài hát thì cô Ốc cũng không có nhiều về nhận xét hay là góp ý, là bởi vì từ đó tới giờ thì Tấn Bảo vẫn là một giọng ca rất là mượt mà và truyền cảm. Còn Thái Hà thì lúc nào anh cũng như vậy hết, cái giọng ảnh giống như là đĩa vậy đó. Dạ. Bật đĩa vậy chứ không phải là hát live. Nhưng mà chỉ có là ngày hôm nay các cô chú để ý một chút về âm thanh hả chú Lâm Nhật ha? Tấn Bảo hôm nay con rất hay, và con hát rất là tốt luôn. Nhưng mà Thái Hà đó thì chú thấy là, tại vì chú biết con từ con hai đứa là đã từng đoạt quán quân về Á quân trong những cái cuộc thi khác, và chú theo dõi chú biết là cái lịch sử của hai đứa là lẫy lừng lắm. Nhưng mà hôm nay dường như cả con hát chưa hết phong độ của mình. Em cũng cảm giác như vậy. Hát chưa hết phong độ của mình. Có thể là tụi con tới sớm rồi chờ đợi từ trước đến giờ rồi sửa soạn. Nhất là Thái Hà, con hát không đúng phong độ của con. Nếu như con được nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt hơn thì con sẽ hay hơn nhiều nữa. Nhưng mà dầu sao đây là một tiết mục mà làm cho chúng rất là xúc động. Cảm ơn hai con nhiều lắm ha. Dạ, cảm ơn Long Nhật. Chào chú Minh Sầu Bình Giật chút xíu. Dạ, phải tưởng tượng Đà Lạt cho nó lạnh quá quéo, giọng ca nó cũng quéo lại xíu nhẹ. Dạ. Cô Đăng Trang ơi, không biết là cô có chia sẻ điều gì ngay bây giờ không ạ? Xin mời cô. Cái bài Thương Về Miền Đất Lạnh á, là một cái bài mà coi như hồi nhỏ là cô Đăng Trang có được đi Đà Lạt với ba mẹ một lần lúc nhỏ xíu à. Sau đó rất là nhiều năm không được đi Đà Lạt, mãi tới khi mà đi hát là cái năm 2002-2003 gì đó thì mới được làm cho một cái MV, thì làm cho cô cái bài Thương Về Miền Đất Lạnh, cho nên được quay trở lại Đà Lạt quay. Cho nên hồi nãy thấy tụi con hát bài đó cô thấy rất là xúc động, nhớ tới Đà Lạt, nhớ tới bài hát đầu tiên của mình vân vân. Với cái bài của tụi con á, thì cô thấy nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ thương. Nhưng cô chỉ nhắc Tấn Bảo á, con có một cái khuyết điểm nhỏ, cô mong là con sẽ sửa từ từ, chứ không thể nào sửa ngày một ngày hai được. Đó là cái phát âm của con, cái nhã chữ của con á, thoải mái cái hàm ra, còn con hơi bị nghiến vào bên trong á, thì như vậy rất là bị bất lợi cho những cái nốt cao. Mở đó con, mở ra. Ừ, mở mời chị Ốc ra. Dạ, có sự hùng biện ở đây ạ. Dạ, tại vì Tấn Bảo hồi đó là đội của cô Ốc với lại chú Dương Triệu Vũ mà. Cho nên là Tấn Bảo là một cậu bé đến từ Hà Nội. Tấn Bảo là người Bắc mà con hát lại là dòng nhạc miền Nam. Thành ra là đôi chỗ đó cô Đoan Trang sẽ hơi có một chút, cái khuôn hàm và cái phát âm nó sẽ không có được mềm mại như người miền Nam. Nhưng thực sự cũng là một sự cố gắng, nhưng mà không sao, mình chỉnh từ từ con ha. Cái đó là cái cách hát của con. Thì cái cách hát đó, nhưng ngày hôm nay là tập thứ tư
của cặp đôi vàng nhí cô được gặp con, thì cô mong là khi ngày hôm nay áo hồng cô nói, thì cô mong là con nhớ để từ tuần này trở đi có thể biết đâu con khắc phục được cái đó. Cái đó nó sẽ chỉ tốt cho con thôi. Để khi con hát á, cái cách hát của con nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, con đỡ mệt hơn. Còn với Thái Hà thì có thể hôm nay con mệt hơn chút xíu thôi, nhưng với cô lúc nào giọng hát của con cũng như một cái tiếng chuông ngân hết á. Chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Lần này phải lên Đà Lạt cho nên hơi lạnh nhẹ đúng không? Cho nên là mọi thứ nó quéo là nhẹ. Nhưng không sao cả tụi con thân mến. Có các cô chú ở đây sẽ giúp tụi con để ý nó chi tiết hơn, để mình có thể tập cho nó tốt hơn ở những vòng thi tiếp theo nhé. Và một lần nữa, một tràng hỗ tay sẽ được chúc mừng cho Tấn Bảo và Thái Hà. Chúc mừng tụi con. Trên bờ đê cơn gió đông ùa về, chiếc lá non xò xương rơi ướt trên lòng đường. Nhà ai đốt sương nướng khoai thơm nức ra bên ngoài, xò sương ướt cay khóe mi đưa bước chân tôi đi về với đông. Như phút giây đầu tiên không vấn vương muộn phiền, mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào, được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào. Về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát cô ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với con mưa phùn để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với cơn mưa phùn, mẹ hát câu ru từng hồi. Tụi con thân mến, tụi con lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, già dặn dễ sợ luôn vậy đó, mà làm cho ba giám khảo ngồi phía dưới kia là cảm thấy là phải lắng nghe từng câu, từng lời, từng chữ tụi con hát ra, rất là trưởng thành đúng không ạ? Cô Đoan Trang thân mến, cô thấy sao cô? Đây là Đức Vịnh với Quỳnh Anh mà cô mong chờ. Thật sự cô mong chờ. Tại vì cô luôn nói với tụi con là với dân ca thì nghe tới Đức Vịnh với Quỳnh Anh là mọi người phải nể phục. Bởi vì các con còn nhỏ mà các con có một cái dòng máu dân ca nó chảy trong cái con người mình. Tụi con am hiểu dân ca, tụi con hát hay dân ca. Và tụi con đã đạt được một cái giải thưởng rất là lớn trong một cuộc thi khác. Và với cặp đôi vàng nhí
cô muốn nhìn thấy tụi con khác hơn. Khác hơn có nghĩa là không phải tụi con làm khác đi cái gì mình đã có, mà những gì mình đã có đó là cái điểm mạnh của mình, cái thế mạnh của mình, mình vẫn luôn giữ nó. Nhưng với một cuộc thi, mình có quyền, mình có cơ hội để mình thể hiện mình ở những cái dòng nhạc khác cũng được, ở những cái phong cách khác cũng được. Và làm sao mà làm tốt để cho người ta ngưỡng mộ mình, đó chính là sự thành công. Và ngày hôm nay cô thấy cô ngưỡng mộ hai đứa. Ngày hôm nay tại sao mà tụi con lấy được cái tình cảm của cô, bản thân cá nhân cô rất nhiều? Bởi vì thứ nhất là tụi con thể hiện một cái màu sắc âm nhạc khác, đó là một cái bản lĩnh rất lớn. Cái thứ hai, tụi con làm nó rất sâu. Tụi con không cần phải trưng trổ gì quá nhiều. Đoạn đầu hát rất đẹp, rất là đẹp. Chuyên môn, kỹ thuật, tất cả mọi thứ đều rất tử tế. Và một cái đoạn cao trào đẩy lên, tụi con làm đúng cái đoạn đó rất chính xác, rất tốt. Cô rất là mừng, cô rất là thích cái tiết mục này. Cảm ơn tụi con. Cái điều đáng quý ở đây là tụi con phát triển từng tuần. Cô Đăng Trang là ngồi từ đầu tới bây giờ, chắc chắn là cô Đăng Trang sẽ hiểu về giọng ca của tụi con nhiều nhất và cái hành trình tụi con trong chương trình này nhất. Cho nên là ngày hôm nay đã, đúng không cô Trang? Vậy mời cô Ốc, để coi cô Ốc Thanh Vân có đã giống vậy hay không ạ. Xin mời cô. Cô không phải đã mà là cô rất rất đã. Vỗ tay cho sự đã của cô Ốc. Hồi nãy cô nghe cô Đăng Trang nói, cô rất là nhiều lần muốn dùng những cái từ khác để nói về các con. Tại vì cô Đăng Trang nhắc đi nhắc lại rằng rất giỏi, rất nội lực, rất khác. Và giờ tới cô cũng nói y chang luôn. Tại vì thật sự là không có những từ khác để nói về các con. Cô khẳng định một điều, nếu như không phải là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp, các con sẽ không thể hát được bài hát vừa rồi. Tại vì bài hát này nó quá đẹp và nó phiêu lãng như một giấc mơ. Giọng hát của mình vốn đã đẹp rồi, lại thêm sự tận tụy cố gắng của mình để thay đổi dòng nhạc của mình mà mọi người vẫn quá quen thuộc. Cộng thêm đó là cái cảm xúc của mình và cả sự rung cảm vốn có của những đứa trẻ đặc biệt và chỉ có ở những người nghệ sĩ. Cô nghĩ rằng tất cả những yếu tố đó cộng hưởng lại đã tạo nên một tiết mục. Nó vừa mong manh, nó vừa sương khói, nó vừa nhẹ tênh nhưng mà nó lại đủ đậm đặc và đủ sâu. Cô cảm ơn các con về tiết mục này. Cảm ơn. Bất lợi của cái chàng trai này là đang vỡ giọng đó chị Ốc. Nhưng mà thật sự cái bài này quá hợp với giọng của hai bạn luôn, cho nên là con không có để lộ ra cái việc đó và con làm rất là tốt. Không biết chú Long Nhật có cảm xúc như thế nào ngay bây giờ, xin mời chú. Trước hết là chú chào hai con Đức Bình với Quỳnh Anh. Mà chú nói luôn chú là khán giả của hai đứa đó. Wow. Chú yêu Đức Bình từ cái lúc mà đầu tiên mà chú bắt đầu lúc con nhỏ lắm, nhỏ xíu à, lúc con ở ngoài Bắc, mày vào Bắc Ninh à con hả? Con làm thị mau đó là chú đã yêu con lắm rồi đó. Mà con là một cái người nghệ sĩ biến hóa khôn lường. Dường như dòng nhạc nào con vào một cách nó cũng ngọt như vậy á. Chú nghe con ca cải lương luôn rồi á. Còn Quỳnh Anh thì là người Đà Nẵng, là phe tôi rồi. Miền Trung là chú thương lắm. Nên là tại vì chú Lâm Nhật là người Huế. Và có một điều thế này nè, cái không gian của cái bài hát tối hôm nay cả con dành cho chương trình là Về Với Đông của Vũ Minh Tâm. Chú nghe nó nhiều cái cảm xúc, nhiều cái kỷ niệm nó ùa về. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Về kỹ thuật thanh nhạc là cô Đăng Trang đã nói rõ ràng rồi. Cả con có một cái luồng hơi, một cái cuộc hơi. Và cái phát âm nhạc chứ con, cả con cũng là người ngoài Bắc mà cả con hát. Còn con mở nhớ nha, là mở khẩu hình tròn vành rõ chữ. Và có một điều chú rất là yêu cả con nữa là cả con rất là khôn ngoan. Mà nhân đây chú cũng nhắc tất cả các thí sinh trong chương trình mình, những đoạn nào mà cao, những đoạn nào mà khó thì đừng di chuyển, đừng có đi, để lực hát cả đã. Qua những cái đoạn khó, những cái trường đoạn, những cái cao độ khó khăn đó cả đã. Từ những cái đoạn mà dễ thì hãy di chuyển. Và tụi con đã làm tốt điều đó. Hôm nay hai con tuyệt vời. Chết rồi, cặp nào cũng tuyệt vời như thế này thì làm khó ba giám khảo quá đúng không ạ? Thế nhưng dạ em vẫn còn hai cặp nữa, còn nặng ký không kém. Nhưng trước khi đó hãy dành một tràng hỗ tay ủng hộ và chúc mừng cho cặp đôi này, Quỳnh Anh và Đức Vĩnh. Ngập ngừng trên nẻo đường về quê cũ, khói lam chiều bao phủ mái nhà tranh. Đường vào thôn nghe chim hót trên cành
lòng sao xuyến khi một mình qua xóm vắng. Mẹ ơi con nhớ tiếng giọng thưa, nhớ tiếng áo ồ của mẹ trong những đêm trăng rọi. Là nín thở và nổi gai ốc. Con ơi, tụi con rất là nhẹ nhàng, rất là khoan thai. Tụi con không phải gồng mình, tụi con không phải làm gì hết. Phân câu rõ ràng, hát xong, hát đá qua đây, hát đá ngược đây, hát. Và nhiệm vụ nổi da gà để cho ban giám khảo. Thái nó gọi là ung dung tự tại, không phải cố gắng để nó gò vô chữ nào hết trơn rồi. Hai con hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi. Hai con xin chào 6 vị huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, năm nay con 12 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chào Bảo Hân. Con tên là Lương Trương Quỳnh Anh, năm nay con 12 tuổi và con cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời, chào con. Bảo Hân, con có một cái giọng rất là đặc biệt luôn. Và chú cảm nhận được cái sự thành thật ở trong cái giọng hát của con. Cho nên khi con chuyển tải cái bài Đèn Khuya này đó thì nó chạm ngay trái tim của chú. Còn về con á thì con có một cái giọng cao vút mà nó sáng, nó như là cái dao kéo vậy đó. Mà nó chém thẳng vô trái tim người ta. Nói chung là hai con đã hớp hồn chú với cái bài Đèn Khuya này. Con làm rất rất tốt và chú cảm thấy rất là hãnh diện khi mà tuổi trẻ của Việt Nam mình vẫn còn biết trân trọng những ca khúc như thế này, vẫn còn có thể chuyển tải được ca khúc này một cách trọn vẹn như vậy. Cảm ơn hai con đã cho cô chú một cái tiết mục tuyệt vời như vậy. Cảm ơn con. Con ơi, đội của cô chú trong suốt thời gian dài, cô chú ngồi đồng, ăn nằm, ngủ về ở đây. Cô chú đang tìm kiếm một cái giọng lội như tụi con. Thì á, khi mà hai đứa xuất hiện, cái giọng hát thôi là Huy với cô Như là chọn đi muốn banh cái cần. Nhưng mà da gà nó nổi lên nhiều quá, phải đợi nó lặn xuống cô chú mới đúng gạt là được. Cái giọng hát của hai đứa con thuyết phục cô chú rất nhiều và cô chú rất là hân hạnh nếu như mà hai con chấp thuận vào nhà của cô chú để mà cô chú có dịp đồng hành với các con sâu và xa và hoành tráng hơn. Cảm ơn. Con ơi, hãy nghĩ đi, giọng hát tụi con như là một cái gì đó quá tuyệt vời rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cô chú chỉ là làm cho nó lung linh, huyền ảo, hoàn hảo và hoành tá tràng hơn. Lựa chọn hay không cô không dám nói nhiều nữa, tùy tâm con nha. Vạn sự tại duyên. Thì bây giờ hai con hãy quyết định đi. Bây giờ mọi người mình cùng đếm 1, 2, 3 nha. Cho hai cháu quyết định. Dạ, đem đếm cho cặp huấn luyện viên mà tụi con. Giây phút này mệt lắm. Tôi đầu tiên quá. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Chú Huy và cô Như. Sang lên Như cầu sang mà sao tính tình kỳ. Cảm ơn khán giả. Lịch lãm lắm, thấy không? Bớt nói cái người ta tin mình liền, thấy không? Vì là lát nữa chị phải về là hát là không biết vì sao không hôm nay tôi chung đổi luôn.
Và sau đây thì hai chúng mình cùng nhau hỏi vài câu hỏi để tìm hiểu nhau, và cũng giống như cho mọi người ở đây cùng biết. Đầu tiên, anh thích ăn gì? Anh thích ăn pizza. Ồ, còn em thì không, em thích ăn trứng. Trứng à? Trứng thì anh thích ăn trứng rán thôi, còn trứng luộc thì anh không thích. Wow, anh lại thích con gì? Anh thích con chó. Em lại thích con sâu. Ừ, con sâu ghê quá. Mà từ nãy đến giờ mà mình cứ không không hoài thì mình có hợp nhau nhỉ? Ừ. Thế thì mọi người hãy cùng đón xem phần thi của cặp đôi. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Dù suối tan, dù núi rong, dù tranh vẽ có giá gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật sẽ nên sau mãi gặp. Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Dù suối ta dù tôi sống, dù tranh vẽ có giá gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi, rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Trời ơi, gia đình loạn lạc hết trơn. Cái gia đình bạn có thấy gia đình tôi giống nhau không các bạn? Cô chú rất muốn chọn được con về đội cô chú, nhưng mà tại vì cô chú đã có cặp song ca với màu sắc như vậy nên cô chú rất là tiếc. Nãy giờ khi mà bức màn mở ra con thấy một mớ hỗn độn của huấn luyện viên là nó có lý do à. Chứ không phải là các huấn luyện viên là không có tập trung nghe nhạc đâu, là có bởi vì ai cũng có một cái phấn khích. Đúng rồi. Nhưng mà có nghĩa là như vậy, cảm giác phù hợp với nhóm nào là nãy là chú song pha, chú nhào con kia, chú tính gật cái cần ở bên kia luôn mà không làm được. Rất là hợp với là đội của mà nhớ, cũng đang cần. Ngon hiểu không? Hát hay đến cái mức mà bây giờ
ai cũng muốn chọn hết, nhưng mà thôi nói chung mấy cô chú nói nhiều quá, cái này của đội của tôi mà đi về chỗ cho tôi nói chứ đi. Đúng không? Thôi đi thôi, người ta nói 5 điểm về chỗ, 5 điểm về chỗ. Cho em nói chuyện với con anh chút đi. Cho cái dứa này đi về chỗ đi. Sao tôi nói với mọi người nghe, tôi kể mọi người nghe. Ngồi trong hậu trường á, anh em nghệ sĩ ăn uống vui vẻ nhau, không bao giờ nói chuyện. Ông để dành lời lẽ ra đây ông chặt tụi tôi. Trong hậu trường là vậy nè. Sợ vậy nè. Trong hậu trường thấy cầm điện thoại, cầm điện thoại. Vũ nói chuyện đi. Không không, anh bận rồi. Anh Vũ nói chuyện với anh em. Bận soạn văn ra anh biết chặt chi em. Không? Đúng rồi. Anh cầm điện thoại anh bấm hoài là anh soạn từ ngữ, soạn văn ra đến chặt tụi mình. Bây giờ muốn chặt đúng không? Về chỗ. Anh nói chuyện với con anh xíu đi. Ủa em ơi, tự nhiên nói chuyện với con anh làm gì? Không giao lưu thôi, tại biết sao không? Em đứng cái bên em cảm giác phát nhục đó. Thằng bé nó cao hơn mình là sao nhỉ? Là em lùng cái gì đâu. Con nhiêu tuổi? Dạ, con 13 tuổi ạ. À hên quá, chú 12. Trời lập 12 tuổi lùng hơn là đúng rồi. Em nói được câu đó luôn hả Lập? Dạ được chứ. Em là song pha lắm, cỡ nào em cũng nói được hết. Rồi rồi, bây giờ mời mọi người cùng làm quen với hai đứa con mới của nhà mình nha. Dạ con chào các cô chú huấn luyện viên. Con tên là Phạm Ngọc Thiên Thanh, năm nay con 11 tuổi. Dạ con tên là Nguyễn Phi Long, năm nay con 13 tuổi ạ. Trai tài gái sắc đó. Rồi rồi nè. Chú Lập với lại cô Ly á, không 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 có, không có gạt cái cần đó được, là đang cần cái sự mà nổi loạn hơn nữa. Sao đội tôi mà đội này phân bua không vậy trời ơi. Mình về đi kẻo lạc đà. Cho nên là cho em được nói đi. Tôi muốn nói ở trên sân khấu à, vậy mới tỏa sáng được. Mời nè, mời 10 cái dưới về chỗ giùm đi. Cho ôm mấy đứa nhỏ cái. Nói giỡn chứ Vũ, Vũ sợ là hai cháu bị hoảng loạn thôi. Mấy con sẽ không hiểu tại sao mà con hát tới, con hát hay, con hát tốt như vậy mà chưa ai chọn con hết. Cái lý do đơn giản là tại vì mấy cô chú đã có cái màu sắc này ở trong đội rồi, kể cả cô chú cũng có luôn. Nhưng mà chú cảm thấy nếu như mà không chọn con thì nó quá bất công, tại hai con làm quá tốt. Cho nên chú thà có hai màu giống nhau mà vẫn phải có con ở trong đội của chú. Cho nên là cảm ơn hai con đã trình diễn rất tốt. Dạ, cảm ơn chú ạ. Cảm ơn cô. Turn the radio on, it's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. Radio on, it's Saturday and I won't be long. Gonna bend my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. I don't need no money. As long
gì, con giới thiệu cho mọi người biết đi. Con xin chào tất cả mọi người, con xin chào tất cả các huấn luyện viên. Con tên là Trần Ngọc Nhớ Hân và năm nay con 11 tuổi. À. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Chú lập nghiệp ở đây. Cô cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị cô sống ở đây làm việc chị, ở đây. Chị vâng. Chị về Hải Phòng chị đi, chị Hải Phòng, Hải Phòng. Chị. Nghe cái chất giọng á là con như là đúng ý của chú với lại cô Ly rồi. Một cái chất giọng rất là khỏe và chú nghĩ rằng là con có thể quậy hơn như vậy nữa. Đúng không? Con hát được rock không? Dạ được. Dạ được hả? Cái năng lượng của con cực kỳ nhiều. Nhưng mà lúc mà con hát á, cái vị trí đặt âm thanh của con á, nó vẫn còn chưa có được ổn định, nó lên xuống rất là bất thường. Vì thế mà cô chú có một chuyên gia để rèn luyện điều đó. Con chỉ cần vô đội cô chú thôi là bảo đảm một tuần sau là hát như là hát luôn. Cái gì không, hát như là thần luôn đó, còn hát cực kỳ ghê rợn. Nhưng mà đội của chú là tất cả những thành viên đều có cái máu gọi là điên loạn. Điên loạn hết. Con ơi, con có thích thủ mặt trăng không? Dạ thích, nhưng mà con thích Doraemon hơn. Con biết Deki không? Deki đó giống y như chú vậy đó, chú là Dewi đó, thấy không? Kiến thức chú vô vàng lắm con. Ui, thôi đó, nín cái, đi được rồi. Bây giờ như thế này, cô khi mà nghe con hát á, cái sự thoải mái của con, cái sự tự tin của con á, làm cho cô quá thích. Đúng rồi. Và nếu như có thể á, con cho cô một cái cơ hội để làm việc với con. Thứ nhất á, là con đã có được một cái tiềm năng bẩm sinh rồi. Cô muốn được gọt giũa thêm và cộng thêm những thứ mà cô chú có sẵn trong người, cộng thêm những thứ mà cô chú sẽ đầu tư cho con. Thì hy vọng con sẽ có nhiều tiết mục hay. Và cái cách hát không chỉ dừng lại đây đâu, con sẽ còn có những cái tiết mục khác nữa. Hy vọng con chọn đội của cô. Bây giờ cô về chỗ, cô đợi con nha. Đây, đây, con ta, nha. Dạ. Chú mà chú rất là thích con ở một điểm là vậy. Con bung xỏa hết mình, nhưng mà con nghe khoảng một cái giới hạn đó lại là con lại là một cô bé rất là dễ thương và tinh tế. Hồi nãy có để ý nghe ví dụ nha, quậy 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 xuống Lập ơi Lập. Dạ con chào cô chú. Quậy 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 đây. Dạ con chào cô chú. Thích Lập, như vậy đó. Lập ơi, tới đó chào. Bé nó quậy nó không có bị mà lòng thòng như em, người ta quậy rất là chất luôn. Còn con của biết em là nó bị lạc lìa lạc lội. Lạc lìa lạc lội. Lạc lìa lạc lội. Giống như ơi. Là vậy lạc lìa đó. Cô chú đã nói những cái lời chân thành nhất của cô chú rồi. Nếu mà con muốn triệu hồi Doraemon ở đây cũng được luôn. Cô chú không được gì ngoài cái đội ngũ cô chú cũng trên 4.000 người con nha. Con cứ quyết định đi. Không sao đâu, cô chú đợi tin con. Bây giờ nếu như bạn thích Doraemon thì bạn về chúng mình để mình có rất là nhiều bảo bối cho bạn luôn á. Bây giờ là khi mà thực sự là khi mà con cất giọng hát ra đó, sau cái tấm màn hình đó đó, thì cô nghe một cái chất giọng mà phải nói là vững. Và đặc biệt ở con tự tin trên sân khấu mà con còn biết cách tương tác với khán giả nữa, và cả xuống đây các nhà huấn luyện viên luôn, con không có gì mà sợ hãi hết trơn á. Cái điều đó là cũng là một cái lợi thế của con. Còn một vấn đề này nữa chú muốn chia sẻ với con, đó chính là màu sắc phong thủy. Trắng đen, hồng trắng nó không vô lắm con nha. Ai nói đây cũng có trắng nè, đây cũng có trắng nè. Đèn đầu lập. Đây nè. Trời ơi. Trời ơi. Em quên rồi chị Ly. Nãy giờ tất cả cô chú nói cũng nhiều rồi. Bây giờ con cứ làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Tim là gì? Tim là tâm. Tâm là chỉ có chính giữa nha con. Dạ, cảm ơn con. À, chú muốn đính chính lại một cái là trái tim nằm bên trái chứ không phải chính giữa nha con. Cái đó là về sinh học. Không có sinh học nào tim nằm ở giữa. Cái này là về nhân sinh học nha. Con ơi, chú không cần mấy cái này đâu. Con chỉ cần quẹo lựa là được rồi con. Bên trái là thuận ra trái. Chú biết con thuận ra trái mà. Nào, 2, 3 1 là chú Lập, 2 là chú Huy. Nhào vô. Giây phút này lắm. Chị nhớ không? Hình như các bé đang có một cái phong trào gọi là ừ đúng vẹo lửa. Trời đất ơi. Mà cái cảm giác á, mà mình đứng mình chờ mình giang tay rồi mà người ta không chạy lại chỗ mình nó đau đớn. Em sốc hồng luôn á chị. Quên Quy, Quy, anh Quy. Làm thử cái nè, đứng đây em nhạo tới mơm anh nè. Từ từ để anh rút cái dao trước rồi đó. Rồi là. Đâu nè. 2, 3. Em đi toilet một cái. Thank you.
thật đẹp như ngàn sao thắp sáng bóng đêm. Thương anh sáng ấy lăn đi nhanh lạ kỳ, tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng. Sông dốc có lúc gặp ghềnh, từng bước hiên ngang dù muôn khó khăn. Sống với những khát khao đam mê trọn vẹn, một niềm tin tương lai tươi sáng. Tôi sẽ là vững vàng sống với một tình yêu vào đất nước, tình yêu vào ngày mới. Mang tri thức hiên ngang xây hoài bão để sẻ chia và chung một niềm cao cả. Chúng ta quay trở lại, chúng ta giới thiệu đôi nét của mình đi. Con tên là Nguyễn Phương Linh, con năm nay 10 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Chị ơi, Hải Phòng chị ơi. Chị ơi, chị Ông ơi. Còn con tên là Bùi Vũ Kim Anh, con năm nay con 10 tuổi, con đến từ Hải Phòng ạ. Dạ, một cặp đôi đến từ Hải Phòng. Nhưng mà Ốc ơi, lần này đội mình không có chọn thí sinh nên mình không có bị vô cái thế là mình mời bây gọi mà người ta không về. Bây giờ cứ nghe tới Hải Phòng là nó tuột huyết áp, nó choáng váng rồi. Bây giờ xin mời cặp đôi gia đình nhà mèo, đôi hên nhất. anh khác, anh sao anh nói chữ hên mà nó trì xuống quá vậy? Không hên thiệt mà, bên đây đâu có bấm đâu là hên. Anh Khang, anh phải để ý là tại sao mà tụi em luôn chọn mà hên hay sao mà chọn ngay cặp đôi không à? Như thế này, tại vì luôn luôn cảm thấy được cái sự lửa thoải mái của các con. Thật sự bài hát này á, nếu mà nói về giọng á, thì cô Như cảm thấy là chưa thật sự mà thuyết phục cô Như. Nhưng mà chú Huy á, say qua chú Huy nói nghe cái giọng con nít lắm, nhưng mà có bè, có tập bè cho tụi nhau. Con có cái sự bè bối rất là rõ ràng. Và cô hy vọng là với cái lửa của các con đang có, với cái tiềm năng các con đang có, thì cộng với chú Huy, với cô và tất cả những người sẽ hỗ trợ các con, sẽ cho các con những tiết mục hay hơn nữa. Mà cô hy vọng là cô có thể hỏi thêm là các con có thể hát được một cái bài hát khác, nó thể loại khác không? Con hát dân ca đương đại. Thử nghe thử bên đây hát được cái tôi gạt nữa nè. Thử đi. Con cứ hát không sao hết á. Bây giờ con cứ thuyết phục
phục hết tất cả mọi người. Nếu như mà họ chọn con có về đổi ai cô cũng chấp nhận, bởi vì con tỏa sáng, con xứng đáng với điều đó. Cố chấp lên. Nhận hay đứng khóc. Khóc giữa trời rồi. Không tin nói được câu này luôn á. Nghe không tin luôn. Con xin hát bài Đá Trong Trời. Wow. Từ thuở hồng hoang đã thăng hoa, dừng lại một lần để đắn đo thức tình. Bay thăng hoa để rồi chờ đợi để hóa thành vọng phu. Bây giờ bạn là dân gian đương đại rồi đó, còn có thể loại nào khác không? Con cũng biết hát bài Giấc Mơ Chappy ạ. Ok, con thử đoạn đi. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Rồi, cảm ơn hai con. Sau phần thể hiện vừa rồi thì chắc chắn là không còn nghi ngờ gì nữa. Hai con đã về với đội của gia đình Khả Như và Ngô Kiến Huy. Xin chúc mừng. Vòng thơ
Hai con tên gì? Con chào tất cả các cô chú huấn luyện viên và tất cả các khán giả đang có mặt tại trường quay. Con tên là Nguyễn Vũ Cẩm Linh ạ. Năm nay con 9 tuổi ạ. 9 tuổi còn con? Con tên là Phạm Anh Thư, năm nay con 10 tuổi và con đến từ Hà Nội ạ. Wow. À, hai bé giống như chị em sinh đôi ấy, nhìn hao hao giống nhau ghê. Lúc nãy lúc mà hai con hát cái tiếng Ý á rất rất hay. Nhưng mà khi mà con chuyển qua cái tiếng Việt á thì chú cảm thấy nó còn hơi bị loạn choạng chút xíu. Có thể là tại vì con nghe cái version nhạc tiếng Ý thường xuyên hơn đúng không? Con tập ở trên cái đó. À, nhưng mà khi mà con hát qua tiếng Việt á, cái đó là làm cô chú hơi phân vân tí xíu. Có nên gạt cái cần hay không? Cô chú rất 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 gần để mà gạt cái cần rồi nhưng mà... Tại vì hai con làm rất là tốt. Hồi nãy là em có gợi ý bên chị Như, cái màu opera này rất là màu nhạc kịch, rất phù hợp với lại đội của anh Quy, của Quy và chị Như nè. Ngoài thể loại nhạc này thì các con có hát thể loại nào khác nữa không? À, thưa cô là con có thể hát nhạc loại pop ballad á, nhạc nhạc quê hương á. Ồ. Mọi người có thể nhảy dance sport á. Chú Huy đứng lên rồi kìa. Con hát thử một bài trước đi nha. Rồi con tí nữa con nhảy một đoạn dance sport để mà thuyết phục mọi người. Come on. Dạ, con xin phép là con sẽ hát bài Khát Vọng. Ok. Ok. Và sao đánh con xin phép ban nhạc đánh cho con giọng La Thứ á. Và sao không là gió làm mãi để thấy trời bao la, và sao không là gió dòng mơ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình Tư ơi, chị em nghĩ cái này là định mệnh rồi đó. Chị có nghe cái câu cuối của cái bài này là gì? Là vô tư. Gieo hạt nắng vô tư. Chính xác, mọi người đồng ý không? Chị ơi. Chị ơi, có thể để cho bé đi hả? Em thì em hơi tham lam, em rất là muốn chọn nhiều bé. Nhưng mà với kinh nghiệm của chị Ly là coi như đã ngồi một vòng rồi, cho nên là chị rất là cân nhắc. Em thì em hơi bồng bột chút xíu. Bây giờ em thuyết phục chị em sử dụng quyền năng của chị của em lần thứ hai nè. Em thêm luôn nè. Phải nói chị mình, Tư, mình, chị mình, Tư, chị Tư. Mình chị về Tư. Mình vẫn còn khai thác rất nhiều thể loại khác đó chị. Chị ơi, không thể cho bé đi về không chị ơi. Ba. Chị. Chú biết rồi mấy con ơi, chú hiểu cô Tư. Cô Tư chắc chắn sẽ gạt, không thể nào cô không gạt được, con an tâm. Nhưng mà... Trời ơi. Các con có biết tại sao mà cô Út rớt nước mắt không? Tụi con thực sự rất là xứng đáng với những lời khen tặng. Cô nhìn tụi con từ xa, màn mở ra cô thấy một cái ánh mắt của hai đứa có một chút gì đó hoang mang, là vì tại sao không có thấy đội nào chọn mình. Rồi đến khi mà chú Vũ nói rằng là con hát đi, con có khả năng nào con thể hiện đi, con dõng dạc cho con La Thứ để con hát. Nếu như cô mà là người thân của tụi con, cô mà làm mẹ của các con thì chắc cô sẽ khóc hu hu, bởi vì cô quá tự hào khi có những đứa con dám bản lĩnh yeah. Dám làm cái điều mình thực con sự thích ơi. Các con rất là giỏi. Bây giờ cô làm cho chương trình nó trầm xuống rồi đó. Bây giờ con nè, con chơi một điều nhảy giùm con lên đây. Dance sport đây con. Nhảy lên. Everybody clap your hands. Con nha. Thôi bây giờ mình yên tâm rồi, mình chạy xuống mình khoe ba mẹ mình đi nha. Sáng trăng giờ đây đã quá xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong ngày mai trời nắng hồng, tuổi thơ
lạnh da cháy nắng vách phòng nhấp nhô cuống đôi chân ông đạp qua bao phố phường giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn bữa cơm no chiếc áo mới đến trường đứa con nào đâu thèm nghĩ suy ngày qua chỉ trái cha cơ hàn nó luôn mong ngước như chúng bạn và chắc quần nó không là thường trách cha vì không cho con được như thứ giống người ta từ miếng ăn đến quần áo mọi thứ đều thua xa từ một chiếc xích lô cha chưa có gì cả đến một ngày không còn cha con mới nhận ra bao năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy nhưng cha vẫn lặng thinh đơn giản cha muốn gánh mọi thứ một mình con đã sai và không thể lặp lại thì dáng cha thì buông xa mãi mãi dù nước mắt con lăn dài nhưng con biết cũng chẳng thể quay về như ngày tháng khi cha còn tồn tại thèm khát của tình cha như những ngày xưa nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa Cô tên gì? Con tên là Chu Thị Ngọc Ánh ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay 12 tuổi ạ. Nhà đâu con? Vậy sao tự nhiên hình sự với con bé quá vậy? Kệ tôi. Trời đất. Nhà đâu con? Dạ nhà con ở Hà Nội ạ. Xuống đây nè. Trời ơi. Gì như chạy bắt cóc vậy? Chạy đi lẹ lên lẹ. Nắm tay con, nắm tay con. Lẹ lên lẹ lên lẹ lên. Là muốn rớt tim ra ngoài. Bây giờ mình phải làm cho bé nó tại vì nó một mình nó bước ra mà nó rung vậy nè. Phải chọc cho nó khóc đúng không em? Đúng rồi, phải chọc cho nó khóc mà giờ nó cũng chưa kịp khóc luôn. Nó có rung không? Ra mà con rất bình tĩnh luôn. Đúng rồi. Cô chú chúc mừng con. Con được vô chương trình rồi. Con cảm ơn cô chú. Ngoài rap ra rồi con mà cô chú cũng xin chia buồn với con. Con vô đội của hai người này rất là nhoi con ạ. Cái gì? Con chuẩn bị tinh thần chưa? Đâu. Hay là bây giờ mình nhoi một cái cho cháu nó sợ chơi. Vô. Bây giờ lên đây nhoi hết luôn đi. Con đọc rap đi, con đọc rap đi. Hey. Tuổi thơ con vẫn thường trách cha vì không cho con được những thứ giống người ta. Từ miếng ăn đến quần áo mọi thứ đều thua xa. Từ một chiếc xích lô cha chưa có gì cả. Đến một ngày không còn cha con mới nhận ra bao năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy nhưng cha vẫn lặng thinh đơn giản cho muốn gánh mọi thứ một mình con đã sai và không thể lặp lại vì dáng cha cha. Trời ơi, thấy chú kè giỏi không con? Con kè chú kè xong là nằm đo đường luôn. Chú mệt quá. Vậy không biết chị xúc ốc hết chưa em? Xúc ốc hết chưa? Mà em đang nhảy bình thường, đang nhảy theo đúng cái nhịp đó, nhìn qua là em lẹo luôn cô. Chắc xin ý kiến của các cô chú huấn luyện viên, dù là không chọn nhưng hãy cho bé nó một chút kinh nghiệm, một chút niềm tin để có thể mà đi sâu đi xa với cái đội hùng dũng mãnh của mình ha. Chú rất là bất ngờ bởi cái sự cá tính của con. Con ra đây con tự tin con hát xong cái đoạn đó, con còn rap nữa làm cho mọi người càng thăng hoa hơn.
và con làm cho mọi người hiểu được con đang nói gì, con đang rap về điều gì và con biểu cảm được cái đó. Cho nên là cô chú rất là khâm phục con vì cái sự bản lĩnh này của con. Dạ chị Ly ạ. À, chị thấy đứa Út nhà em sao chị? Tốt lắm, bản lĩnh lắm, cá tính. Chúc mừng em rất nhiều. Chị đây cũng kiểm, chị muốn gạt rồi đó nghe. Thôi được rồi, tới dạ. Đây là được rồi. Cảm ơn chị Ly. Cảm ơn chị Ly. Dạ, dạ. Tư ơi, hay là mình gạt luôn đi Tư. Trời ơi, gia đình mình sao vậy con ơi? Đi về xong rồi đó con. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn chị Trình rất nhiều. Cảm ơn chị Ly. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn con. Trời ôm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu. Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm, mây âm thầm mặn gió lên. Người ngồi đó trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sân vắng nước dâng lên hồn muốn trùng. Nay em đã khóc chiều mưa đính cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phương bay nàng dịu xa. Trời hôm ấy 15 hay 18, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13. Tôi phải van lên ngoan nhé đừng ngờ, tôi phải van ngoan nhé đừng ngờ. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cũ, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Sợ thứ tình ta da ta da ta da.
ta vừa đến với ba nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Ê, cô Vân đứng là mặc bộ đồ này là hợp với gia đình có bốn chị em gái. Lên đây nhận xét luôn Vân. Mời tôi lên nghe. Tôi đứng là tôi cổ vũ cho mấy bé, không có được so sánh tôi với lại mấy bé nghe. Tôi lên là chồng tôi hơn rồi đó anh. Đứng đây là toàn tuổi 13 hết mà. Yeah. Mình cũng vậy thôi bà. Cả nhà thấy đội hình như vậy đó, có được không? Bốn chị em gái, hợp không? Rồi bây giờ thì mời chị cả chia sẻ nhận xét về ba cô em gái của mình. Nói thật là nếu như mà Vân được là chị của ba cô bé này thì phải nói là may mắn quá lớn cho cuộc đời của Vân luôn. Bởi vì ba bạn của chúng ta quá dễ thương, quá xinh đẹp, quá trong trẻo. Các con thật sự rất là tuyệt vời trong đêm nay. Cảm ơn cô. Ai cũng có một cái thời thanh xuân. Cái thời đó của cô nó qua cũng xa xa rồi con. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự là cô đã được sống lại những tháng năm rực rỡ với tiết mục này. Cảm ơn các con rất là nhiều. Thôi lần sau nếu mà các con có kết hợp lần nữa mà có cần cô á thì cô sẽ sẵn sàng làm cái gì cũng được. Chỉ sợ ông mời thôi. Rồi. Chắc không. Cảm ơn cô Vân rất là nhiều. Rồi mời cô Vân về với lại chú Vũ đi. Chúc nha. Chúc con nha. Trước khi ba cháu bước ra là Vũ đã nói với Vân là bài này hay lắm. Tại vì Vũ đã được nghe ở trong cái buổi mà tập luyện ngày hôm qua. Ba con rất giỏi cho nên chú sẽ khó hơn so với những bạn bình thường. Hôm nay như ba con bị hơi chi phối chút xíu đúng không? Nhất là ngay cái đoạn giữa đó, con hát nó bị lung lay và nó không được chắc giống như đoạn đầu và đoạn kết. Nhưng mà trong ba cháu là người mà chú cảm thấy là bản lãnh nhất trong buổi tối hôm nay là Khánh Linh. Hôm nay con làm rất rất tốt luôn. Cảm ơn chú. Gia đình Huy Như. Ba con bước ra là cái thứ nhất là về cái bài trí sân khấu, nó tạo cảm giác là đang ở trên chợn. Gì trên chợn? Chợn là ở đâu Huy? Huy ơi, nó đẹp hơn chứ. Giống như là tiên cảnh và dạ, trên trời. Chị thông cảm đi, thằng bé rồi. Nhà em nó vậy đó. Xong rồi cái ba cô tiên đang ngồi dịu dàng đầm thấm, cất giọng lên cái rồi xong tới luôn. Lên luôn, lên. Sau lên, đó lên. Em vẫn đang chăm chú nghe. Hết bài. Ủa hết rồi hả Như? Ừ. Cảm giác là nó bài này bị cuốn hút rất là nhiều bởi giọng ca của tụi con. Đây là một tiết mục mà làm cho cô chú cảm thấy là ủa không hát tiếp hả? Rất là tuyệt vời, rất là hay. Cảm ơn ba tụi con. Đoạn cuối của cái này, nó sắp này em rất là thích luôn. Rất hay. Em rất thích luôn á. Nó làm cho em có cái cảm giác bây giờ em không khen nữa nhưng mà em muốn trào lên đó em được ngồi hát với ba bà lên đó. Đi Như, lên đi Như. Không. À. Cảm giác nó cứ nên thơ cái trời ơi, em coi hồi cái em tưởng tượng em đang ngồi sẵn cái em chơi em nói em cũng vậy trang vậy luôn á. Nhờ giọng chị em xuống lại đó. Nha. Hay là dạ. Lên em làm liền cho anh cái dạ không ạ, dạ không ạ, để tiếp mục mại đẹp trong ở trên đó giả. Là có ba bé tiên rồi, chị lên chị làm tiên mắt đọa nó kỳ lắm. Hai cái sừng trên đầu chị không có làm tiên nổi đâu chị ơi. Không, mà em cảm thấy đúng là cái bài này rất là làm cho em nó cuốn hút giống như chị Vân nói là nó trở về cái tuổi thanh xuân rực rỡ. Em cũng chưa qua thanh xuân gì Vân ơi. Nhưng cảm ơn các con, cái sự mà các con diễn thấy cái bài này nó trẻ thơ, nó trẻ trung khủng khiếp. Cách phối bài hát làm cho bài hát nó trong sáng và như mây như thơ vậy. Trời em sướng thì quá chị trên ơi trên. Cảm ơn chị, cảm ơn các con. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn cô chú. Chú cũng một ý với các con là cô Như hát rất là hay nha, chứ không phải là bình thường đâu. Cô Như mà thấy các con hát, tôi đâu có mời cô lên đâu mà cô sợ dữ vậy. Sợ lắm. Tôi chỉ rồi. Chia sẻ là cô hát hay thôi, là thành viên của nhóm nhạc kịch. Anh chú cứ để cho khán giả tưởng là em hát hay đi, em rất cảm ơn anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chú Lập với cô Ly. Hải Yến, phải không? Con ở đây là con lãnh nhiều cái phần khó. Yến tập rất là tốt và cái giọng rền nghe rất rõ nếu hát một mình. Như ở những cái đoạn cặp mà ba đứa cùng hát chung á, khi con đang hát thấp như thế này con lại bật lên khoảng 8 ở trên. Lãnh cái nhiệm vụ đó rất là nhiều. Thực sự ra con hát hôm nay cô thấy tốt hơn mọi lúc khi con tập. Cô cảm thấy rất là vui, rất tự hào vì cái bài hát này. Và hôm nay cô thích nhất ở tụi con là cái thần thái đó tụi con. Tuổi ô mai rất là dễ thương. Yeah. Chứ lúc mà tập á thì trời ơi. Bình thường tập là tuổi ô long hả? Bữa nay là ô mai. Căng thẳng lắm. Cô rất là chúc chị ơi em tin chắc là một trong ba gương mặt này sẽ có mặt ở trong chung kết ở trong đội chị. Thôi em đừng có tung quả mù để cho nó là. Không em tin chắc vậy luôn. Tại vì ba đứa con quá tuyệt vời. Một trong ba đứa hoặc là có thể hai đứa sẽ vào tới chung kết luôn đó. Trời ơi sao chú nói luôn ba luôn đi cho nó về tiền chú. Làm sao hát ba đứa trong chung kết được. Cảm ơn cô chú. Các con thể hiện xong rồi, coi như là tối nay chú Lập được ngủ ngon giấc rồi đó. Cảm ơn ba đứa tụi con đã mang đến cho tất cả mọi người được sống trọn vẹn
với cái tuổi 13 và dắt mọi người đi tắm một cơn mưa hồng, mỗi người tắm một kiểu bởi vì các con thể nói nghe là mình có thể nào mà đã mưa hồng thì mình ngắm mưa thôi chứ tại sao mình ngắm lại tự nhiên bắt tôi tắm luôn vậy trời. Không, là không phải không, mình ngắm là mình chỉ đứng ở ngoài mình ngắm thôi, còn đây là mình đắm chìm vào đó, mình đắm tắm mình lên mình ngắm như vậy đấy, mình có thể ngắm, mình có thể đắm, nhưng mình đừng có tắm nghe, nó rất là khó. Đúng rồi, hơi là phơi mình dưới mưa. Trời ơi, đắng vậy đó em hả? Ơi, ngắm đồ nghe nó dễ thương, tự nhiên nghe mình tắm cái nó chèm nhẹ. Được rồi, được rồi, sẽ dùng từ này, dùng từ này đi. Ngâm mình trong mưa. Lập là nó phải ướt nó mới chịu, nó khổ quá. Nói chung là cảm ơn ba tụi con. Không phải tuổi 13 nào cũng giống nhau đâu. Mỗi một người có một cái tuổi 13 nhất định. Nếu như mà người lớn thể hiện bài này thì người ta sẽ cố gắng moi móc cái ký ức của họ. Nhưng mà đối với ba tụi con đang sống ở lứa tuổi 13 và đắm chìm đó nha, em dùng từ đắm chìm trong cái tuổi 13 đó một cách là coi như là hoàn hảo nhất, chân thực nhất và coi như là sâu sắc nhất. Cảm ơn ba đứa tụi con. Cảm ơn chú Lập. Cảm ơn ba nàng công chúa. Chú chỉ có suy nghĩ thôi, giá như mà âm nhạc Việt Nam có một cái nhóm nhạc nữ mà đẹp, đội hình vừa đẹp mà vừa hát hay như thế này thì quả thật là lập luôn con, trở thành nhóm nhạc số 1 luôn. Ba cô tiên. Yeah, ba cô tiên rất là xinh đẹp. Cảm ơn Hải Yến, Khánh Linh và Minh Ngọc. Cảm ơn ba bạn rất nhiều. Dược mây đều dầu trèo lên đỉnh cao, mây núi cũng lạc lối về thân. Sáng khôi sáng chân mây hỏi rằng có phải sương mai, trăng ao trăng ai đi vội vàng, bóng dáng thương ngày tia nắng nhường vàng thôn xương. Cơn gió rùng bông đuôi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em
chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mát rười bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dôi vĩnh chiều hôm. Em chưa yêu ngoại thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thôi mẹ đợi cha thương lắm, như ruột đời phù sa. Thôi mẹ gặp cha thương lắm, như ruộng ngập phù sa. Gắt lũ nhanh về làng những đêm
sang nhịp dài phú giang. Một nhà quan họ quan quan gắn nối nhân về làng những đêm trời xa nhịp dài phú giang. Dạ thưa quý vị, tiết mục Ba Miền dẫn quý vị đi đến Bắc Trung Nam. Mà hồi nãy nghe Đắc Nguyên Khang mới tình cờ phát hiện là ba huấn luyện viên nữ của chúng ta cũng đại diện cho ba miền. Ốc Thanh Vân là đến từ Hải Phòng, đại diện cho miền Bắc. Chị Tư Cẩm Ly là Nguyên Quán á, là Quy Nhơn. Còn chị Khải Như của chúng ta thì là miền Tây, gái Hậu Giang, Ngã Bảy đúng không ạ? À? Ba huấn luyện viên lên nhận hàng đi. Rồi lên cho hàng. Bây giờ lỡ rồi ba huấn luyện viên, rồi thêm ba huấn luyện viên nam lên búa đèn cho Nguyên Khang cá đi. Trời Huy ơi, với lại... tặng quà. Tặng quà. Ba đứa nhỏ đã tặng quà cho ba cô gái rồi, bây giờ chúng ta phải có quà để tặng chứ đúng không? Quý, cái lồng đèn đó. Múa dạ. Là sở trường của em mà, phát huy đi. Nói về múa lồng đèn rồi. Ở đây chỉ có anh Vũ là múa đẹp nhất. Múa quan trọng không cần đẹp, quan trọng là thần thái. Ủa, mình lồng lồng trời nước mây ngắn đường phố dài vàng cây kia bóng thác nghiêng bóng sông dài nhìn hướng cao giữa bầu trời người cùng thuyền ghé bên khách muôn phương đêm nắng lòng. Trời ơi, lên cứ quẹt tiết mục của mấy đứa nhỏ không hà. Ai thấy Dương Triệu Vũ múa đẹp nhất vỗ tay. Vũ là vũ. Ai thấy Huỳnh Lập múa có hồn nhất vỗ tay. Ai thấy Ngô Kiến Huy xuất sắc nhất vỗ tay. Huy ơi, chị tự hào về em quá. Đỡ em xuống cái. Rồi cảm ơn ba vị huấn luyện viên. Ta múa là người ta chiêm ngưỡng, còn anh múa là làm cho người ta vui anh Quy. Quy á, múa là qua tới tới Apsara luôn đó. Ồ, qua Apsara luôn. Quy là trường phái tưởng tượng. Bà cầm cái gì tôi không biết bài vậy. Lồng đèn. Không biết cầm gì á, thảy chụp, thảy chụp. Rồi, một phút thư giãn. Bây giờ xin mời đầu tiên phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Cháu miền Bắc Ngọc hát gì? Rất là hay. Rất là điêu luyện, và nhất là khi mà cháu luyến lên mấy cái lên giọng ốc rồi đó, cháu làm rất là tuyệt vời. Con trai ở giữa, giọng con ngọt ngào và ấm áp lắm, có một cái sự mộc mạc rất là dễ thương. Còn con gái Hoài An, con hát cũng rất là ngọt ngào. Hồi nãy con phát âm Huệ, lâu lâu thì nó hơi miền Tây và lâu lâu nó hơi ra miền Bắc. Thỉnh thoảng và cũng có Huệ. Thỉnh thoảng cũng có Huệ, nhưng mà nói chung là cái phát âm nó hơi loạn choạng tí. Nhưng mà nói chung là đây là một cái tiết mục rất là đẹp. Chú ngồi dưới đây chú cảm giác như là mình đang đi xem một cái đại nhạc hội vậy đó. Đi tour xuyên Việt. Và đây là một cái món ăn rất là thịnh soạn gồm ba miền. Cô chỉ nói một chút về thái độ biểu diễn của mình thôi. Tại vì cô nghĩ rằng á, của Ngọc Diệp với lại Hoài An là miền Bắc và miền Trung, thì cô đánh giá hai bạn mà tốt và rất tốt. Các bạn đã thể hiện được của... thần thái đó. Đúng rồi. Nhưng mà với bạn Hoài Nam, con còn rụt rè, chưa có dám thể hiện mình. Thì cô mong rằng là nếu mà Nam có tiếp tục đi tiếp nữa thì con sẽ thoải mái hơn, giống như cái cách mà con hát chung với hai bạn trong đoạn cuối cùng. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn ba bạn. Huy múa xong rồi em thở, em ngồi một em buồn quá vậy Huy? Dạ em tìm oxy đó anh Khang. Bị vô chứ múa quá múa. Khi mà xem tiết mục này Như cảm thấy mình đang thưởng lãm. Và Như có một lời khen và cảm ơn Vũ Đoàn. Bởi vì các bạn đã làm cho tiết mục nó thật là đặc sắc và đẹp mắt. Ở cái cô gái đầu tiên tôi thấy cái sự tự tin. Chàng trai thì không sao đâu. Bây giờ thẳng người lên nè.
thẳng người lên. Đúng rồi đó. Không có cái lý do gì mà ai nói gì cũng đứng vậy không sợ. Khi con lên sân khấu, mình trên đây là mình nói là mình làm trùm rồi, không sợ nữa nghe con. Con phải như hai lọn tóc của cô Như vậy đó. Đúng. Luôn hiểu nghe lên con. Đừng á. Thôi thôi cô Như ngồi xuống đi, nhìn nó hơi đi nặng đầu quá. À trời trời. Còn cái cô gái áo tím, trời ơi, đúng là cổ hát. Chị Ly, chị Ly em có cảm giác nó được thừa hưởng từ chị Ly khá nhiều về cái chuyện mà cái thần thái nó rất là ung dung, nó rất là dịu dàng, rất là dễ thương. Cảm ơn các con. Sao hôm nay Như nói những từ mà nó nghe ngọt và nó vô tâm can của mọi người. Anh Khang ơi, đừng có lo em ra, để em bữa nay là em quyết tâm là giữ nét. Khi mà nghe ba con hát thì coi như là mỗi người giống như là được ăn một cái món ẩm thực mà đầy cái mùi vị đặc trưng của cái vùng miền đó. Nó thẩm mỹ vô cùng về phần nhìn và phần nghe. Hoài Nam, con rụt rè trong những cái mối quan hệ xung quanh, con rụt rè trong những cái hoạt động, thì những cái sự rụt rè nó vẫn theo đi theo con và lên hẳn trên sân khấu. Giống như là chú đã từng nói với con, mình là Nam, mình tên Nam, mình ở miền Nam nữa, cho nên mình phải thể hiện hết tất cả những cái tinh thần của người miền Nam. Nói chung là nó rất là phóng thoáng, nó rất là sừng sững, nó rất là dữ dội, nó rất là ào ạt, nó rất là cuộn trào. Nói chung là tỏa sáng đi con ơi. Nha con. Wow, cảm